Rồi ok, shop Trường Hải PCP xin được gửi lời chào đến các bác, gửi chào đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay là trước mắt anh em đây là có hai mẫu súng, là cây Kondo Talon và một cây Kondo thẳng dài để giới thiệu cho anh em đam mê được biết về hai em nó. Hai em này thì được hai bác khách ở hai địa phương khác nhau. Em cũng làm một video ngắn để gửi tới anh em và cái này là trả hàng hai bác luôn. Đấy. Thì vào đầu video thì em muốn phủ với cái cách thức mua bán giao dịch ở bên shop em. Thì shop Trường Hải PCP là có Facebook và Phạm Hà Phạm Duy, cũng số điện thoại như thứ nhất là 0964555031. Sau shop về shop sẽ up lên góc màn hình để cho anh em tiện theo dõi và tiện liên lạc với anh em. Đấy. Đấy là cái hình thức mà về giao dịch. Và hình thức gửi xe thì bên shop là có hai hình thức, là một là ship code, hai COD, hai là gửi xe nguyên cây cho anh em. Thì những cấu hình cao thì anh em cũng nên nhận ship gửi xe. Còn ship code thì anh em thông cảm, và những cấu hình cao thì bên shop là thời điểm này là không ship code được và chỉ gửi xe cho anh em thôi. Đấy, anh em mà cố gắng là nên nhận xe thì nó được có nhiều ưu điểm hơn. Ưu điểm là gì? Cái thứ nhất là được bên shop là hỗ trợ lắp đặt căn chỉnh tác chuẩn cự ni libero cho anh em. Rồi shop xe đóng gói và gửi xe nguyên cây cho anh em về chỉ việc là lắp mũi giảm thanh vào là anh em đi bem thôi. Đấy là cái tiện lợi nhất của anh em nào mà nhận được xe. Đấy. Và bên shop là mua bán là giao dịch là có cọc anh em nhé. Anh em mà cọc thì tùy từng cấu hình, anh em mà có nhu cầu như nào anh em cứ kết bạn Zalo với số mà số 0964555031, sau shop về shop sẽ áp lên góc màn hình kia để shop sẽ gửi chi tiết cái cấu hình để cho anh em được tham khảo, và cái giá trị thì anh em sẽ xem hết video, bên shop sẽ báo giá trực tiếp ở trên video ngày hôm nay. Thôi không làm mất thời giờ của anh em nữa. Thì em làm video ngắn để giới thiệu anh em. Thì đầu tiên cây đầu tiên giới thiệu anh em đây là cây Kondo Talon, đây cấu hình cao ở bên shop đúng không? Cấu hình cao thì gồm những cái gì? Đầu tiên nó là khung cò ruột tay cầm quy bố bọc đồng, khung vuông xương cá XS2022 anh em nhé, mới nhất này, khung vuông xương cá này, quy bố bọc đồng này, tay là tay kéo là tay bằng inox anh em nhé. Đấy. Tay cầm là tay gỗ đôi công hai mảnh, anh em nhìn trước mắt đây đúng không? Cái canh là cái lòng, lòng súng ngày hôm nay thì bên số đang nắp vào trên cây củi này là lòng No Thao Wiser, tem vàng hàng loại 1 anh em nhé. Lòng này thì cứ bao cho anh em là cứ từ 60 đến 80-90 mét là anh em giữa tâm anh em nhập mồi thôi đúng không? Lòng này là đang hiện tại đang bắn đạn là 5.5 anh em nhé. Đấy, giảm thanh sumo giảm thanh sumo phi 30 anh em nhé. Đấy, bộ hơi gồm những gì? Van cởi kép bản dài hộp mở hàng công ty Huben, bình carbon 0.42. đấy, kết hợp với em nó là cái kính, là kính mắc côn 4-14x4 FFP đấy, chống rung chống giật chống nhảy tâm, tâm số anh em nhé, tâm các kính tâm số. Ở cây củi này thì bên shop đang bán với giá là 9 triệu đồng bao ship cho anh em, thì toàn quốc cho anh em nhé. Đây, bên shop sẽ quay sát vào cây em nó và để cho anh em được chiêm ngưỡng thêm một chút về em nó đúng không ạ. Đây, shop sẽ quay này, bình này đúng không ạ. Đây, shop quay rất chậm để cho anh em được chiêm ngưỡng cái em Kondo Kondo Talon đúng không ạ, Kondo Talon cấu hình cao ở bên shop. Đấy, ok chưa ạ. Đấy, 9 triệu đồng anh em nhé, bảo ship cho anh em. Thôi đi vào cây thứ hai. Cây này là cây Kondo thẳng dài anh em nhé. Cây này là cấu hình tầm trung cho anh em, nhưng mà cấu hình tầm trung, nhưng mà cây này em báo luôn anh em là cây này em bao cho anh em là từ 80-100 mét anh em nhặt mồi anh em nhé. Đấy, đầu tiên gồm những gì? Đấy, khung tròn này đúng không, cũng là tay cầm là tay gỗ đuôi công hai mảnh, cũng là quy bố bọc đồng đúng không, tay kéo inox. Đấy, quy bố bọc đồng tay kéo inox. Ở cái cành là cái nòng súng ấy, ở cái cây súng này là bên em đang lắp là nòng TK Hồng Kông nhá, 10 cương tuyến vuông bắn đạn 5.5, giảm thanh thì giảm thanh bút neo. Đấy, giảm thanh bút neo nó kết hợp với cái nó kết hợp với lại cái khung tròn này rất chi là đẹp đúng không ạ. Bộ hơi gồm những gì? Bộ hơi là vẫn là van cởi kép bản dài mở hàng công ty Huben, bình nhôm đít tròn 0.35 anh em đúng không ạ, bình nhôm đít tròn 0.35. Kính là kính Discovery, thông số là 4-16x42 AOE. Đó, kính này thì có hỗ trợ thẻ hồng tâm cho anh em bắn ban đêm xanh đỏ đúng không ạ. Kính này là kính anh em chơi cũng là như là kính quốc dân của Việt Nam thôi,
rất chi là tâm, rất chi là sáng mà rất chi là chuẩn. Đấy, cây này em báo giá luôn đây anh em, là bên em đang bán với giá là 6.800.000 đồng bao ship cho anh em ở trên toàn quốc anh em nhé. Đấy, anh em lắp cấu hình như này, anh em cứ alo hoặc là bạn anh em kết bạn với số 0964 55031 ở góc màn hình, sau shop về shop sẽ up lên số điện thoại của shop lên đó để cho anh em tiện được theo dõi. Đấy, thì đây một lần nữa là shop sẽ quay chi tiết như cái đầu tiên. Đấy, đây là bình nhôm ít tròn này, 0.35 van tới kép màn dài mở hàng công ty Oben. Đấy, kính VTR thông số là 4-16 nhân 42 AOE đúng không? Có được hỗ trợ đèn hồng tâm xanh đỏ ạ, đúng không? Khung tròn giảm bút neo. Đấy, kính VTR cành là cành TK hồng công 10 thương tiến vuông anh em nhé. Đấy, thì số báo lại với giá của anh em là 6.800.000 đồng, còn cây cấu hình cao ta non này là 9.000.000 đồng bao ship cho anh em trên toàn quốc. Đây, shop sẽ đứng xa một chút để anh em được chiêm ngưỡng nó toàn cảnh cái hai cây củi ngày hôm nay. Thì mỗi cây củi này bên shop anh em nào có nhu cầu đặt hàng bên shop thì bên shop sẽ tặng cho anh em hộp kẹo, là hộp kẹo đấy cho là có khoảng gần 300 viên là anh em về anh em bem anh em chơi đấy. Thì thôi, video cũng dài rồi, cho shop xin phép tại video ở đây. Xin chúc cho anh em có nhiều sức khỏe để theo đuổi nhiều niềm đam mê của mình. Anh nào xem được video của bên shop thì cho shop xin nút like, nút chia sẻ cộng nhấn đăng ký kênh ở góc màn hình để không bỏ lỡ những video sau của shop. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.